Sông Hồng hay còn gọi là sông Cái hay sông Thao là con sông lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam. Bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc, chảy vào đất Việt ở Lũng Pô, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Qua thủ đô Hà Nội trước khi đổ ra Biển Đông ở cửa Ba Lạc, thuộc vườn quốc gia Xuân Thủy, nằm giữa Nam Định và Thái Bình. Đoạn sông chảy trên đất Việt dài 510 km, trong đó đoạn đi qua Hà Nội dài chừng 40 km. Sông Hồng duyên dáng uốn lượn bao quanh thủ đô, tạo nên cho nơi đây một vẻ đẹp độc đáo mà không nơi nào có được. Vì thế, khi nhắc đến sông Hồng, người ta thường nghĩ ngay đến Hà Nội, còn Hà Nội thì không thể thiếu con sông Hồng. Thậm chí cái tên Hà Nội cũng thể hiện sự gắn bó mật thiết với dòng sông này. Xin chào khán giả của Check In Việt Nam. Thưa quý vị, nếu như chúng ta trải nghiệm trên cạn, trên bờ quá quen thuộc rồi, ngày hôm nay Check In Việt Nam xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng trải nghiệm dưới nước, mà là trên sông Hồng, với một phương tiện rất là lý thú. Và người cùng đồng hành và trải nghiệm với Hồng Phúc ngày hôm nay đó là diễn viên Huỳnh Anh. Chào Huỳnh Anh. Chào anh Hồng Phúc. Xin chào Check In Việt Nam. Yeah. Rồi. Ok. Vâng ạ. Ok. Em chào các anh ạ. À. Yeah. Xin giới thiệu, hôm nay đồng hành cùng anh em mình sẽ có anh Toàn thuyền trưởng. Dạ, anh Toàn. Anh Kiêm thuyền phó. Yeah. Vâng. Và ngày hôm nay chắc khả năng của chuyến đi rất là thú vị rồi. Phúc đã nhiều lần được đi trên sông Sài Gòn, nhưng đây là lần đầu tiên Phúc được du ngoạn trên sông Hồng, khám phá vẻ đẹp của Hà Nội từ một góc nhìn khác. Và lần này Phúc còn thật may mắn khi được đồng hành cùng diễn viên Huỳnh Anh, một người con của Hà Nội và cũng là chủ nhân của chiếc du thuyền xinh xắn và hiện đại này. Con thuyền từ từ rời bến bạc ngay bên đường An Dương Vương, quận Tây Hồ để bắt đầu chuyến du ngoạn sông Hồng hôm nay. Trước mắt Phúc, sông Hồng hiện ra thật mênh mông rộng lớn. Chưa bao giờ Phúc thấy mình nhỏ bé đến thế. Nhìn từ trên sông, Phúc thấy một Hà Nội thật khác lạ. Không ồn ào hối hả mà tĩnh lặng, bình yên. Quang cảnh xanh ngát hai bên bờ sông còn mang vẻ đơn sơ, chưa có nhiều dấu ấn của bàn tay con người. Cho đến nay, Hà Nội có tất cả 8 cây cầu bắc qua sông, nối liền khoảng cách mênh mông giữa đôi bờ sông Hồng. Những cây cầu cả xưa và nay không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, mà còn tô điểm cho thủ đô thêm phần hấp dẫn. Anh có nhìn thấy cái cầu này nó quen không? Anh thấy quen lắm, nhưng mà sao gần ở đây nó đẹp vậy ta? Em nghĩ là cái cầu này anh sẽ còn gắn bó rất là nhiều kỷ niệm với cầu này này. Sao không? Sao? Tại vì mỗi lần mà ra sân bay đi Sài Gòn là anh sẽ phải đi qua cái cầu này đấy. À, là cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân, đúng rồi. À. Cái cầu này là cầu dây văng lớn nhất Việt Nam nhá. Cầu này nó có 5 cái nhịp cầu vô cùng vĩ đại này. Và nó được coi là một cái biểu tượng mới của Hà Nội. Cầu Nhật Tân là một trong tổng số 8 cây cầu bắc qua sông Hồng ở khu vực Hà Nội, nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh, được khởi công vào ngày 7 tháng 3 năm 2009 và khánh thành vào ngày 4 tháng 1 năm 2015. Đây là một trong số ít những cây cầu dây văng nhiều nhịp trên thế giới. Và tại Hà Nội, đó là cây cầu dây văng duy nhất bắc qua sông Hồng. Với những công nghệ thi công tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, cây cầu đã đạt những giải thưởng quốc tế và trở thành một biểu tượng của thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, đồng thời cũng là biểu tượng cho tình hữu nghị bền vững Việt Nam-Nhật Bản. Cầu Nhật Tân là công trình để chào mừng sự kiện 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và được chọn là biểu tượng cho khu vực cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội. Do đó, người ta đã lựa chọn kiểu thiết kế dây văng 5 tháp vươn lên bầu trời, tượng trưng cho 5 cửa ô Hà Nội và các nhịp cầu liên tục phối hợp với nhau chạy dài qua sông, phát họa nên dáng vẻ rồng bay lượn trên mảnh đất Thăng Long. Cây cầu như một lời chào đón nồng ấm của người Hà Nội với tất cả du khách trong nước cũng như quốc tế đến với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Đến buổi đêm ấy, cái cầu này nó sẽ rực sáng ánh đèn đẹp lắm luôn ấy, khi mà mình đi thuyền qua sông. Nhưng mà nếu mà để mà nhìn cái cầu này bằng một cái góc nhìn khác thì đây là lần đầu tiên anh Phúc được nhìn thấy đúng không? Ngay tại lúc này này, anh có cảm thấy là anh em mình cảm thấy rất là dễ chịu không? Sao nó mát vậy? Nó mát đúng không? Lần đầu tiên anh được đi trên sông Hồng mà bằng phương tiện du thuyền của Huỳnh Anh mà lại, trời ơi, nó rất là đã đấy, chứ mình thấy nó một cái cảm giác đó, nó khó tả lắm nha, nó thích thú, nó sao ta kiểu như amazing. Thực sự chuyến đi này khiến Phúc cảm thấy vô cùng thích thú. Lần đầu tiên Phúc được thấy gần đến thế những trụ cầu sừng sững của cây cầu dây văng duy nhất bắc qua sông Hồng. Đứng ở mũi thuyền mà Phúc thấy không hề chông chanh. Con thuyền cứ chạy êm ru,
chắc chắn một phần lớn là nhờ vào tay nghề của thuyền trưởng, một người có lẽ đã có nhiều năm kinh nghiệm sông nước. Bây giờ thì Chef Việt Nam tiếp tục mời mọi người gặp gỡ một nhân vật nữa trên chiếc du thuyền của chúng ta, đó là thuyền trưởng Trương Mạnh Toàn. Em chào anh Toàn. Chào em. Anh Toàn là lái thuyền là bao nhiêu năm rồi ạ? Lái thuyền này thì mình mới lái được có hơn một năm, còn để kinh nghiệm thì mình cũng 5-6 năm nay rồi. Em có thấy là những cái người lái thuyền trưởng là một cái gì đó rất là uy nghi, và em coi những bộ phim mà thấy thuyền trưởng là người quyết định hết cả con tàu và sẽ chọn là mọi thứ, đúng không? Xử lý làm sao là phải báo cáo thuyền trưởng. Chúng tôi thì phải thứ nhất là phải vững tay lái trước những ngọn sóng và những cái nạch nước nó chảy, nhất là vào mùa mưa lũ. Như ở sông Hồng này thì mực nước thì nó không mạnh như ở ngoài biển, nhưng mà mình cũng phải cẩn thận, thận trọng tay lái của mình để đảm bảo được các tính mạng của các hành khách cũng như thuyền viên. Cảm ơn anh Toàn, chúc anh thật nhiều sức khỏe và em sẽ tiếp tục với những chặng đường tiếp theo. Có một cái đoàn tàu nó đang đi trên một cái cầu kìa, anh nhìn đó. Em đố anh biết đây là cầu gì? Cầu này hả? Theo như trong trí nhớ của nhân anh. Nhân chứng lịch sử. Em cho anh gợi ý đi, bắt đầu bằng chữ gì? Xây dựng vào thời Pháp thuộc, và đây là một cái cầu do người Pháp xây dựng tại Việt Nam. Cầu Long Biên, đúng rồi, chính xác, đấy là cầu Long Biên đó. Cầu Long Biên là cái cầu mà là gọi là nhân chứng lịch sử của Hà Nội, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Và cái cầu này anh thấy nó nhìn được cái hình dáng nó quen quen không? Cái kiến trúc của nó nhìn giống tháp Eiffel không? Đúng. Còn anh thấy là trên cái nền xanh và nước của sông Hồng nữa, tự nhiên mình thấy cái cảnh anh tưởng là anh với em đang ở nước ngoài luôn, kiểu đúng không? Kiểu đẹp quá trời luôn. Nhưng Huỳnh Anh nói có một tập quán mà dường như không hề thay đổi trong suốt nhiều năm, đó là tấm sông của những người được mệnh danh là kình ngư của sông Hồng. Đây, anh nhìn thấy người ta bơi à? Đây. Đâu? Đấy. À. Đây còn là kình ngư đấy nhá. Kình ngư nhá, anh biết là họ chỉ cần một cái phao này thôi. Hello. Chào các anh ạ. Bơi đi anh ơi, bơi đi anh. Cách cầu Long Biên không xa, Phúc lại thấy hiện ra một cây cầu nữa. Huỳnh Anh cho biết đó chính là cầu Chiêm Dương, công trình giao thông trọng điểm nơi cửa ngõ phía đông của thủ đô Hà Nội, nối trung tâm quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên. Không hoành tráng như cầu Nhật Tân, không thơ mộng như cầu Long Biên, nhưng cầu Chiêm Dương đã là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Với chiều dài 1.230 km, đây là cây cầu lớn đầu tiên được thiết kế và thi công tại Việt Nam, không cần có sự trợ giúp kỹ thuật của các kỹ sư nước ngoài. Trong suốt 3 thập kỷ qua, cây cầu chính là chứng nhân lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển và đổi mới của thủ đô Hà Nội cũng như của đất nước Việt Nam. Đi trên sông Hồng, Phúc không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vĩ của con sông, mà Phúc còn thấy được bề dày của lịch sử Việt Nam và sức ảnh hưởng của dòng sông đối với đời sống con người, đặc biệt là người dân và những ngôi làng ở đôi bờ sông Hồng. Đây, em giới thiệu với anh nhé. Em chuẩn bị một cái địa điểm đến này rất là hay. Wow. Nổi tiếng nhất ngoài Hà Nội luôn, đấy là làng gốm cổ Bát Tràng. Đây là một cái địa điểm rất là đặc biệt nhá, anh nhìn thấy kiến trúc đặc biệt không? Đây là sẽ là gồm 7 cái trụ. 7 cái trụ này lấy cảm hứng từ cái bàn xoay của nghệ nhân làm gốm Bát Tràng. Đấy, và 7 cái trụ này kết hợp với nhau tạo thành một cái kiến trúc vô cùng độc đáo, anh nhìn thấy này. Đây là cái màu nâu này là cái màu nâu giống như kiểu là phù sa sông Hồng, màu của gốm sứ, và những cái gợn sóng này nó giống như là cái sóng của sông Hồng ấy. Đấy, đúng rồi, quá đẹp. Đấy, luôn đẹp nhờ. Mà nó sắp lớp là này độc đáo. Hôm nay em mời một người bạn của em. Trời ơi. Vâng, đúng rồi. Ghê vậy. Cô này cô rất là hiểu biết về làng gốm Bát Tràng, và bạn ấy sẽ là người giới thiệu anh em mình đi thăm ngày hôm nay. Linh ơi. Dạ vâng, em chào anh ạ. Rồi, chào Linh. Chào Linh. Dạ vâng, em chào anh ạ. Rồi. Đấy. Hai anh em hôm nay là kiểu như giúp anh tìm hiểu về cái khu này một cách tốt nhất đó. Vâng. Dạ vâng. Linh thì rất là hiểu và thông thạo hơn em, thì Linh sẽ giới thiệu. Vâng, thì chúng ta đang có mặt tại đây chính là trung tâm tinh hoa làng nghề Việt. Nơi đây thì là lưu giữ những cái giá trị truyền thống của làng Bát Tràng, và cũng như là tôn vinh cái cha ông tổ nghề của làng Bát Tràng bao năm qua đã gìn giữ và xây dựng làng Bát Tràng phát triển và phồn vinh như thế này ạ. Và chúng ta có một điều rất đặc biệt, anh nhìn dừng dưới chân mình đi ạ. Đây chính là gạch Bát Tràng anh ạ. À đây là gạch vâng. Bát Tràng đây ạ. À? Gạch Bát Tràng đây ạ. Chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định lụa hàng Hà Đông. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Đấy, bạn em xịn quá à. Gạch Bát Tràng này thì có những cái điểm rất là đặc biệt mà các cái gạch khác không có, mà bao năm qua đã rất là nổi tiếng và đi vào thơ ca của nước ta bởi những cái đặc tính là đanh này, sành này, chắc và đặc biệt là không hề bám rêu qua thời gian. 1000 năm sau anh chôn xuống đất đào lên vẫn vậy luôn ạ. Và bây giờ thì em sẽ đưa anh lên trên khu vực tầng 2 là cốt lõi, là cái trái tim của trung tâm ạ. Chính là không gian nghề gốm Bát Tràng xưa và nay, nơi trưng bày các cổ vật của làng Bát Tràng và kể câu chuyện về nghề gốm Bát Tràng. Đó, em mời anh ạ. Mời quý vị. Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt là một công trình nằm ngay bên bờ sông Hồng, có kiến trúc độc đáo được tạo nên từ 7 khối bàn xoay, công cụ không thể thiếu của nghề làm gốm truyền thống. Trung tâm gồm 5 tầng, trong đó tầng 2 sẽ là không gian nghề Bát Tràng xưa và nay, nơi lưu giữ những tinh hoa và hồn cốt của nghề sản xuất gốm Bát Tràng. Và đây chính là ba khoang trưng bày cổ vật của làng Bát Tràng từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 20. Ở thời kỳ này thì là Bát Tràng nổi tiếng với lại 5 dòng men: men nâu, men lam, men ngọc, men dạn và men ngà anh ạ. Mình thấy ở bên này các sản phẩm nó rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Nhưng sang bên này thì đã bắt đầu phát triển hơn bằng những cái sản phẩm vẽ chi tiết hơn này, đắp nổi tinh tế hơn. Đó, hoặc là như sang phía bên này. Ở đây mình sẽ nhìn thấy có một số những cái gọi là các cái sản phẩm khác. Chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái nét rất là đặc sắc. Nhưng mà này là cổ vật hay là bây giờ mọi người tái hiện lại những cái sản phẩm này? Dạ, đây là cổ vật anh ạ. Vâng, cổ vật ở đây thì bọn em sưu tầm lại được. Đi tiếp vào bên trong, Phúc lại thấy có một con thuyền. Thật là kỳ lạ, tại sao trong không gian của bảo tàng gốm lại xuất hiện một con thuyền như vậy? Nghe bạn Linh giải thích, Phúc mới biết rằng đây chính là một con thuyền đặc biệt, thể hiện lại câu chuyện di dân của làng Bát Tràng. Ban đầu, làng Bát Tràng là ở Bồ Bát, thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Năm 2010, Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, thì làng Bát Tràng đã xuống thuyền, xuôi dòng Hoàng Long, ngược sóng Hoàng Hà. Tới đây, thấy 72 gò đất trắng thì đã cắm sào dựng làng Bạch Thổ, chính là làng Bát Tràng ngày nay. Người làng Bát Tràng khi di dân thì mọi sinh hoạt đều ở trên thuyền, nên ta có thể thấy tất cả các vật dụng sinh hoạt đều ở đây, từ chạn, mâm, bát đĩa và cả chiếc bàn xoay gốm nữa. Dạ quá vâng. Nhiều thông tin hay luôn á Linh. Trời ơi, anh bị say sưa, có nghĩa anh ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ có nhiều cái nét độc đáo tại cái làng gốm Bát Tràng này. Nếu mà anh mà thấy như vậy thì ở đây sắp tới sẽ giới thiệu một cái điểm rất là đặc biệt nữa. Đó là đây ạ. Đây chính là không gian sản xuất, mô tả lại các cái quá trình sản xuất của người làng Bát Tràng, những cái quá trình sản xuất về gốm đấy ạ. Mình sẽ thấy ở đây có các cái pho tượng này, mô phỏng lại từ những cái quá trình đầu tiên là từ làm đất này, sau đấy là vò đất đấy ạ, sau đấy là tạo hình, tráng men, trang trí, rồi tạo ra được những cái sản phẩm như ở bên trên kia. Anh sẽ nhìn thấy ở bên trên này, đây chính là những cái hàng phơ ạ, tức là những cái sản phẩm mà mới tráng men thôi, chưa có nung. Và sau đấy các sản phẩm đấy sẽ được đưa vào trong những cái hệ thống lò như thế này để nung. Và ở đây thì có ba cái mô hình lò cổ của Bát Tràng mà bọn em tái hiện lại. Thì ở đây chính là cái lò đàn, đây chính là cái lò bầu, và kia chính là những cái lò hộp ạ. Sau khi nghe Linh giới thiệu về quá trình sản xuất gốm, Phúc càng thấy giá trị của nghề gốm Bát Tràng. Nó không chỉ tạo nên những sản phẩm tinh xảo phục vụ đời sống con người, mà đó còn là kết tinh những giá trị văn hóa lịch sử quý giá của làng Bát Tràng nói riêng và Việt Nam nói chung. Tiếp theo sẽ là không gian gốm nay được phát triển trên nền gốm xưa. Giờ đây các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng đã làm ra được những sản phẩm vô cùng tinh xảo như những chiếc đèn trang trí này. Em sẽ biểu diễn cho các anh một chút này. Đó. Đây ạ. Đây chính gọi là đèn sứ thấu quang. Tức là cái xương gốm của nó rất là mỏng và có thể tạo ra phát sáng được. Phúc nghe Linh nói ở đây không chỉ trưng bày các sản phẩm gốm xưa và nay mà còn có khu trải nghiệm làm gốm, nên Phúc của hình anh rất háo hức được tận tay làm nên những tác phẩm gốm của riêng mình. Nhâm giây cuối cùng, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, dơ sản phẩm. Đây là bánh gì anh? Đây là bánh sủi cảo, há cảo và nhân tôm thịt. À, đây là bánh xèo Nam Bộ. Linh. Bánh giò Bắc Bộ.
Ngày hôm nay thì chúng tôi đã có một cái chuyến du ngoạn trên sông Hồng rất là đẹp với du thuyền của Huỳnh Anh, và được bạn Linh, bạn của Huỳnh Anh dẫn chúng tôi trải nghiệm bảo tàng và làng gốm sứ Bát Tràng rất là đẹp nữa, được làm những cái chiếc bánh. Mặc dù là không phải một cái tác phẩm gốm sứ, chúng tôi rất là vui. Lâu lắm rồi anh em mới được chơi như vậy đúng không Huỳnh Anh? Lâu lắm rồi mới được nghịch đất. Cảm ơn Huỳnh Anh rất là nhiều, cảm ơn Linh rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình Check In Việt Nam tiếp theo. Và chúng tôi cảm ơn khán giả của Check In Việt Nam ngày hôm nay đã theo dõi và trải nghiệm những điều thú vị tại Hà Nội. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hà Nội và những tỉnh thành khác vào Check In Việt Nam lần sau nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nói Check In Việt Nam chào khán giả nha. 1, 2, 3, Check In Việt Nam. Xin chào.